nó luôn xung quanh là coi như là một màu mây trắng thôi. Đi thế này là đi ở trong giữa mây mây nó ở xung quanh. Bồng bềnh bồng bềnh ngay đó. Có nghĩa là cái lúc ở dưới đất thì mình nhìn lên thì thấy đám mây nó ở trên, nhưng bây giờ mình đi ở trong giữa đám mây. Đấy.